Chào tất cả bác đã quay trở lại với video tiếp theo trên cây thuốc vùng cao. Buổi chiều ngày hôm trước thì Quân đã chia sẻ cho bác về một cái cây thuốc rất tuyệt vời cho sức khỏe. Đối với những người mà bị suy nhược cơ thể, thể trạng yếu, người sau phẫu thuật, nam giới yếu khoản ta, nữ giới kinh nguyệt không đều, thì có nhiều bác đã điện cho Quân hỏi về cái loại cây này. Đó chính là cây hoàng tinh hoa trắng. Hôm nay Quân sẽ làm video để trả lời sâu hơn cho các bác về cái cây hoàng tinh hoa trắng. Có những câu hỏi nào của các bác thắc mắc thì Quân sẽ giải đáp trong video ngày hôm nay. Đây, cái câu hỏi đầu tiên của các bác là gần như một lời đề nghị muốn Quân trực tiếp là đào cái củ của cây này lên, xem hình dáng của cái củ như nào. Đấy. Bởi vì cái thân, đây, cái thân đây, lá thì khá giống với cây gừng. Chỉ khác đó là lá không có tinh dầu mùi thơm và lá không có vị cay. Đấy. Và thân thì có màu tím như này. Bây giờ Quân sẽ đào cái củ lên cho bác xem nhé. Đấy. Cái củ thì nó nằm phía dưới này. Chúng ta sẽ cùng để ý xem. Đấy. Rất là dễ thôi. Để lấy củ lên. Đấy các bác nhìn này. Đây. Cái phần củ đây ạ. Đấy, nó đang ra những cái rễ này. Đấy. Đây là cái củ của cây hoàng tinh hoa trắng. Bộ phận chính dùng làm thuốc của cây hoàng tinh hoa trắng. Và tại sao người ta gọi là hoàng tinh? Hôm trước Quân đã giải thích rồi. Hoàng tinh, hoàng đấy, là vàng, đấy, hoàng là vàng. Thì cái củ này có màu vàng. Đấy, vàng. Đây, cái củ ở đây ạ. Đấy, củ phía nếu mà nổi ở trên mặt đất thế này thì nó màu xanh. Nhưng mà khi mà đã bị vùi xuống dưới đất rồi ấy, thì nó sẽ có màu vàng như này. Đây chính là củ hoàng tinh trưởng thành mà đã dùng làm thuốc được. Hoàng là vàng, tinh là tinh hoa, là tinh túy của đất trời. Đấy, đặt tên là hoàng tinh để người ta nhấn mạnh là đây là những cái tinh túy của tự nhiên, của đất trời hội tụ vào cái củ của cây này. Cái củ có màu vàng. Đấy. Cái tên gọi nói lên được cái sự độc đáo và cái sự kỳ diệu của củ hoàng tinh này. Thì cây này, cái củ này dùng như thế nào? Đấy. Thưa các bác, củ hoàng tinh là cái loại dược liệu rất là quý giá. Trước đây, nước ngoài người ta thu mua củ này. Đấy. Các thương lái, rồi những người dân người ta đi đào củ này trên rừng về. Đấy. Ở trên rừng sâu, rừng già, đào về để bán cho thương lái và xuất khẩu đi nước ngoài qua đường tiểu ngạch. Thì cái củ này có giá khoảng vài chục nghìn một kg. Đấy, vài chục nghìn. 3, 4, 5, 6, 10 nghìn một kg ở dạng tươi. Nhưng do khai thác quá mức cạn kiệt nên hiện nay củ này trong tự nhiên còn những cái số lượng rất là ít. Đấy. Thì khi mà sử dụng cái củ này thì cần phải làm theo đúng nguyên tắc, đó là cửu trưng cửu sái. Tức là gì? Mang về rửa sạch, bỏ rễ. Đấy. Hoặc là chúng ta đồ cả rễ cũng được, nhưng mà đảm bảo phải rửa sạch. Sau đó mang lên đồ. Đồ có nghĩa là hấp cách thủy. Hấp cách thủy. Đấy. Hấp được một lần thì mang ra phơi. Phơi khô. Đấy. Hoặc là phơi nó xe đi. Phơi được một lần, tiếp tục lại đồ lần thứ hai. Và lại phơi lần thứ hai. Sau đó cứ được 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và đến lần thứ 9 thì nó sẽ ra được cái củ như này. Đấy. Các bác nhìn này. Cái củ ban đầu nó sẽ to như này. Sau này nó sẽ
sẽ teo lại bằng này. Đấy, các bạn nhìn này. Đấy. Và ra được cái nguyên liệu như này chính là cái vị thuốc hoàng tinh cửu trưng cửu sái. Đấy. Cái vị thuốc này có thể là ăn được luôn các bác nhé, ăn được luôn. Đấy, ăn được luôn. Nó có vị ngọt. Đấy. Thay vì là dạng tươi này là nó có cái chất ngứa, chất ngứa, không có vị ngọt, thì khi đổ xong sẽ được ra cái vị ngọt và màu đen như này. Màu đen này các bạn nhé. Đấy. Đấy, các bạn nhìn kỹ này, cái củ sau khi đổ xong sẽ như này đây. Hoàng tinh cửu trưng cửu sái chính là cái này. Cái này có tác dụng như nào? Cái này cửu trưng cửu sái xong tác dụng bồi bổ cơ thể. Đấy. Bổ huyết rất là tốt. Được dùng trong những trường hợp người suy nhược cơ thể, gầy gò, ốm yếu, những người sau khi phẫu thuật cần phục hồi, những người sau khi ốm dậy, mới ốm dậy, đấy, cần phục hồi, phụ nữ sau sinh cần phục hồi, đều nên dùng cái củ này. Đấy. Để gần này thôi các bạn, đã có hương thơm nó tỏa ra rồi. Cái hương thơm và cái vị ngọt nó tỏa ra rất là dễ chịu. Cách dùng cái củ hoàng tinh này cũng nhiều bác hỏi Quân cách dùng như thế nào. Có vài cách sử dụng Quân xin chia sẻ cho bác. Một, đối với nam giới có thể ngâm rượu. Ngâm rượu trực tiếp. Đấy, cứ như này chúng ta mang ngâm rượu. Liều lượng 1 kg hoàng tinh này ngâm chung với khoảng 5 lít rượu trắng. Đấy. Ngâm khoảng 1 tháng, thi thoảng lắc đều, mỗi ngày dùng 2 đến 3 ly nhỏ vào sau mỗi bữa ăn. Rất là tốt. Đấy là cách đầu tiên, đó là ngâm rượu đối với nam giới. Cách thứ hai đó là dùng để hầm nấu với các món ăn. Ví dụ như là tim lợn này. Đấy. Hoặc là chân giò lợn này. Đấy. Gà ác này. Chim mổ câu này. Rồi là hầm với thịt dê này. Rất là bồi bổ cơ thể, rất là tốt. Đấy là các món ăn. Thứ ba, đối với những người mà không dùng được những cái thức ăn có nguồn gốc động vật, tức là những người ăn chay đấy ạ, thì có thể sử dụng củ hoàng tinh này. Đấy. Cho vào nấu nước uống hàng ngày, hoặc là nấu chè. Đấy. Nấu chè thì có thể nấu chè đỗ đen này. Đấy, nấu chè đỗ đen, chè ngô này, chúng ta cho vào mỗi ngày khoảng 30-50 g hoàng tinh này vào các món ăn, giúp bồi bổ cơ thể, rất là tuyệt vời. Đấy, các bác cứ nên vùng cao hỏi những vị lương y, người ta có thâm niên. Những vị lương y, những thầy thuốc già có tuổi ấy, thì gần như là ai người ta cũng biết đến cây này, cây hoàng tinh hoa trắng. Và người ta đều trả lời cho bác là muốn dùng được củ này cần phải đồ 9 lần. Đấy. Cũng có người chia sẻ với Quân là tại sao không mang cái củ này, củ tươi to như này, đẹp như này, rửa sạch rồi ngâm rượu luôn. Đấy. Cũng có người đã hỏi Quân như vậy. Thì Quân trả lời với các bác là khi mà dùng tươi như này thì rất là ngứa. Đấy. Và khi dùng tươi mà không đồ thì sẽ không thành được cái dược liệu tốt. Đấy. Nó không tạo mật và cái dược tính nó chưa cao. Và khi đồ thì cũng không phải là cứ thế chúng ta mang đồ đâu. Mà cũng cần phải có một số những nguyên liệu. Đấy. Một số những nguyên liệu. À, tất nhiên phải có những kinh nghiệm thì mới đồ được ra như này. Đấy. Không phải là ai cũng có thể đồ từ cái củ tươi như này thành dạng thục ngon bổ như thế này. Đấy. Rất nhiều những câu hỏi của các bác về chủ đề cây hoàng tinh hoa trắng. Thì hôm nay Quân làm video trả lời cho bác tại sao người ta gọi là hoàng tinh và nó tốt như thế nào. Đấy. Nó tuyệt vời như thế nào.
À, và cũng một chia sẻ với các bác như này nữa. Như ở đầu video Quân đã nói với các bác, cái củ này ở dạng tươi có thời điểm là 30-40 nghìn một kg tươi. Đấy, nhưng cũng có thời điểm là 50-60 nghìn một kg tươi. Nhưng một kg tươi này khi đồ xong thì chỉ được khoảng 3 lạng. Đấy, ở dạng này. Và cũng tốn rất là nhiều công sức. Đồ xong lại phơi. Đồ xong phơi tổng cộng 9 lần. Nên là cái dạng thục như này này, thuốc như này thì giá thành nó dao động khoảng 800, 900 đến thậm chí đến 1 triệu một kg. Đấy, ở dạng thục như này. Đấy, còn cái củ như này thì dao động hiện nay bây giờ là khoảng 40-50 nghìn một kg tươi. Đấy, cũng chia sẻ thực lòng với các bác là cái giá thành nó như vậy các bác nhé. Các bác nào quan tâm đến cái dược liệu có nguồn gốc ở Việt Nam chúng ta, nguồn dược liệu, nguồn cây thuốc rất là an toàn, có xuất xứ ở Việt Nam và trực tiếp ở vườn Quân đây. Quân đang bảo tồn và phát triển cái giống cây này để mang đi đến những cái khu rừng trồng dưới tán rừng. Đấy. Các bác nào quan tâm đến nguồn dược liệu này thì hãy để lại bình luận phía dưới giúp Quân, hoặc liên hệ trực tiếp với Quân qua số điện thoại Quân để trên phần mô tả video, 0835 787 989 các bác nhé. Còn bây giờ xin phép các bác xin dừng video đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo trên cây thuốc vùng cao.